Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, thành vợ thành chồng là do duyên phận, nhưng cũng cần phải xem tuổi hợp khắc ra sao. Chồng cung khảm lấy vợ cung gì, vợ cung khảm lấy chồng cung gì thì hôn nhân hạnh phúc, phú quý giàu sang. Đó là điều mà hầu hết những gia chủ nam mạng và nữ mạng có cung mệnh là cung khảm quan tâm. Như quý vị đã biết, yếu tố cung là một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu để xem tuổi kết hôn của hai vợ chồng có hợp nhau hay không. Dựa vào năm sinh, người ta chia nam nữ có 8 cung khác nhau, bao gồm cung Tốn, Ly, Khôn, Đoài, Càn, Khảm, Cấn, Chấn. Nếu hai tuổi của vợ chồng ở trong nhóm sinh khí, phúc đức, diên niên, thiên y, phục vị thì sẽ rất tốt. Điều này báo hiệu một cuộc hôn nhân bền vững, con cái ngoan hiền, công danh sự nghiệp phát đạt. Ngược lại, cực kỳ xấu nếu tuổi của vợ chồng thuộc vào nhóm ngũ quỷ, lục sát, họa hại, tuyệt mạng. Cặp đôi khôn đốn, công danh sự nghiệp bất thành, nguy hiểm hơn có thể tai ương, tật ách, thê thảm, nửa đời sinh ly, căn kiếp đa chân, lận đận, duyên nợ lìa tan. Trước tiên, các bạn cần xem mình thuộc cung nào theo bảng dưới đây. Chú ý là dùng năm sinh âm lịch các bạn nhé. Sau đó căn cứ vào cung mệnh của nam và nữ để xem hai vợ chồng thuộc cung mệnh như thế nào, sẽ tương hợp hay là tương khắc. Một, chồng cung khảm, vợ cung tốn thuộc sinh khí là tốt. Hai vợ chồng mà nam giới cung khảm, nữ giới cung tốn hoặc ngược lại thì cuộc sống gia đình hòa thuận, con cái thảo hiền, vận số hai vợ chồng tương trợ cho nhau, mạng thọ xuyên bền, tình cảm ngày càng bền chặt. Tuy tiền bạc không có nhiều nhưng cũng không đến mức túng thiếu. Hai vợ chồng đồng sức đồng lòng, chung lưng đấu cật để gây dựng tổ ấm gia đình. Chồng cung khảm bao gồm 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Giáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý, 1981 Tân Dậu, 1990 Canh Ngọ, 1991 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý và 2017 Đinh Dậu. Vợ cung tốn 1935 Ất Hợi, 1944 Giáp Thân, 1953 Quý Tỵ, 1962 Nhâm Dần, 1971 Tân Hợi, 1980 Canh Thân, 1989 Kỷ Tỵ, 1998 Mậu Dần, 2007 Đinh Hợi, 2016 Bính Thân, 1926 Bính Dần. Vợ cung khảm 1932 Nhâm Thân, 1941 Tân Tỵ, 1950 Canh Dần, 1959 Kỷ Hợi, 1968 Mậu Thân, 1977 Đinh Tỵ, 1986 Bính Dần, 1995 Ất Hợi, 2004 Giáp Thân và 2013 Quý Tỵ. Chồng cung tốn 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Tỵ, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Nhâm Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu, 2014 Giáp Ngọ. 2. Chồng cung khảm vợ cung đoài thuộc phúc đức, diên niên là tốt. Xét về độ thủy chung son sắt của vợ chồng thì hiếm ai vượt qua cặp đôi này. Dù khi nghèo hèn hay khi sang giàu, tình cảm lứa đôi vẫn một màu thủy chung như nhất. Vợ chồng này có số sang giàu, của cải đầy nhà, có lộc bất ngờ, hậu vận tốt đẹp. Chồng cung khảm 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Giáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý, 1981 Tân Dậu, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu. Vợ cung đoài 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Giáp Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ, 2010 Canh Dần. Vợ cung khảm 1932 Nhâm Thân, 1941 Tân Tỵ, 1950 Canh Dần, 1959 Kỷ Hợi, 1968 Mậu Thân, 1977 Đinh Tỵ, 1986 Bính Dần, 1995 Ất Hợi, 2004 Giáp Thân và 2013 Quý Tỵ. Trong cung đoài 1930 Canh Ngọ, 1939 Kỷ Mão, 1948 Mậu Tý, 1957 Đinh Dậu, 1966 Bính Ngọ, 1975 Ất Mão, 1984 Giáp Tý, 1993 Quý Dậu, 2002 Nhâm Ngọ và 2011 Tân Mão. 3. Chồng cung khảm, vợ cung chấn thuộc thiên y, tốt.
Nên duyên chồng vợ, chồng khảm vợ chấn có đường công danh sự nghiệp vô cùng rộng mở, đặc biệt là những ai theo đường quan nghiệp sẽ rất thành công, có quyền lực trong tay, địa vị cũng hiếm ai bì nổi. Cuộc sống gia đình hài hòa, hạnh phúc, trăm năm đầu bạc răng long, con cái vinh hiển, có số phú quý, cha mẹ được nhờ. Chồng cung khảm 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Giáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý, 1981 Tân Dậu, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu. Vợ cung chấn 1925 Ất Sửu, 1934 Giáp Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sửu, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất, 2015 Ất Mùi. Vợ cung khảm 1932 Nhâm Thân, 1941 Tân Tỵ, 1950 Canh Dần, 1959 Kỷ Hợi, 1968 Mậu Thân, 1977 Đinh Tỵ, 1986 Bính Dần, 1995 Ất Hợi, 2004 Giáp Thân và 2013 Quý Tỵ. Trong cung chấn 1925 Ất Sửu, 1934 Giáp Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sửu, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất và 2015 Ất Mùi. 4. Chồng cung khảm, vợ cung khảm thuộc phục vị tốt. Đời sống vợ chồng của hai người mệnh khảm không có gì nổi bật, nhưng tốt về mặt êm đềm hạnh phúc, gia đạo an yên, mọi thứ thuận hòa, tình cảm vợ chồng keo sơn gắn bó, tiền bạc cũng dư dôi, không quá nhiều nhưng cũng chẳng tùng thiếu với ai. Nói chung sự kết hợp này khá là tốt. Chồng cung khảm 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Giáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý, 1981 Tân Dậu, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý và 2017 Đinh Dậu. Vợ cung khảm 1932 Nhâm Thân, 1941 Tân Tỵ, 1950 Canh Dần, 1959 Kỷ Hợi, 1968 Mậu Thân, 1959 Kỷ Hợi, 1968 Mậu Thân, 1977 Đinh Tỵ, 1986 Bính Dần, 1995 Ất Hợi, 2004 Giáp Thân và 2013 Quý Tỵ. 5. Chồng cung khảm, vợ cung cấn thuộc ngũ quỷ, xấu. Cặp đôi này đến với nhau sẽ vướng phải nhiều chuyện rắc rối, chồng khảm vợ cấn, xem tuổi vợ chồng thì có điểm tài lộc tiêu tán, nếu không có đối sách cụ thể thế nào để giữ được tài lộc, tích tụ thì có thể bao nhiêu tiền của, tích tụ giàu sang cũng ra đi, lâm vào cảnh trắng tay phá sản. Thử tạo bình tài lộc để hút tiền bạc của cải vào nhà nhé. Con cái cần cho vào khuôn khổ, nuôi dạy chu đáo, nếu không dễ xa chân lỡ bước, đi vào con đường sai trái. Chồng cung khảm 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Giáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý, 1981 Tân Dậu, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu. Vợ cung cấn 1930 Canh Ngọ, 1939 Kỷ Mão, 1948 Mậu Tý, 1957 Đinh Dậu, 1966 Bính Ngọ, 1975 Ất Mão, 1984 Giáp Tý, 1993 Quý Dậu, 2002 Nhâm Ngọ, 2011 Tân Mão, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu, 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Giáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý, 1981 Tân Dậu. Vợ cung khảm 1932 Nhâm Thân, 1941 Tân Tỵ, 1950 Canh Dần, 1959 Kỷ Hợi, 1968 Mậu Thân, 1977 Đinh Tỵ, 1986 Bính Dần, 1995 Ất Hợi, 2004 Giáp Thân, 2013 Quý Tỵ. Chồng cung cấn 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Giáp Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ và 2010 Canh Dần. 6. Chồng cung khảm, vợ cung càn thuộc lục sát là xấu. Chồng khảm vợ càn thì điềm báo không được tốt cho lắm, nên duyên chồng vợ nhưng đời sống chẳng được thuận hòa. Hai người tranh cãi bất đồng liên miên, chẳng thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Cuộc đời nhiều long đong lận đận, khó bề ổn định trước sau. Chồng cung khảm
1927 Đinh Mão, 1936 Bình Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Giáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý, 1981 Tân Dậu, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý và 2017 Đinh Dậu. Vợ cung Càn: 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi và 2012 Nhâm Thìn. Vợ cung Khảm: 1932 Nhâm Thân, 1941 Tân Tỵ, 1950 Canh Dần, 1959 Kỷ Hợi, 1968 Mậu Thân, 1977 Đinh Tỵ, 1986 Bính Dần, 1995 Ất Hợi, 2004 Giáp Thân, 2013 Quý Tỵ. Chồng cung Càn: 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu, 2018 Mậu Tuất. 7. Chồng cung Khảm, vợ cung Ly thuộc họa hại là xấu. Xét được tình cảm hôn nhân của hai người này, nam mệnh cung Khảm lấy nữ mệnh cung Ly, cuộc đời tất xảy ra biến cố. Dù trước đó đang êm ấm hạnh phúc, nhưng tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, gây nhiều nỗi sầu, đau khổ hận. Chồng cung Khảm: 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Giáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý, 1981 Tân Dậu, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu. Vợ cung Ly: 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi, 2012 Nhâm Thìn. Vợ cung Khảm: 1932 Nhâm Thân, 1941 Tân Tỵ, 1950 Canh Dần, 1959 Kỷ Hợi, 1968 Mậu Thân, 1977 Đinh Tỵ, 1986 Bính Dần, 1995 Ất Hợi, 2004 Giáp Thân, 2013 Quý Tỵ. Chồng cung Ly: 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu và 2018 Mậu Tuất. 8. Chồng cung Khảm, vợ cung Khôn thuộc tuyệt mệnh là xấu. Cuộc đời hai người này từ khi gắn kết với nhau dễ vướng phải tai ương, vợ cung Khôn mà chồng cung Khảm, gia đình nhiều chuyện phải lo lắng, rắc rối phiền phức theo nhau mà đến. Tiền bạc vốn đang đủ đầy bỗng nhiên tiêu tan, sức khỏe vợ chồng cũng không được tốt, thậm chí có thể gặp phải họa huyết quang, nạn chí mạng. Chồng cung Khảm: 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Giáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý, 1981 Tân Dậu, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý và 2017 Đinh Dậu. Vợ cung Khôn: 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu, 2014 Giáp Ngọ. Vợ cung Khảm: 1932 Nhâm Thân, 1941 Tân Tỵ, 1950 Canh Dần, 1959 Kỷ Hợi, 1968 Mậu Thân, 1977 Đinh Tỵ, 1986 Bính Dần, 1995 Ất Hợi, 2004 Giáp Thân và 2013 Quý Tỵ. Chồng cung Khôn: 1926 Bính Dần, 1932 Nhâm Thân, 1935 Ất Hợi, 1941 Tân Tỵ, 1944 Giáp Thân, 1950 Canh Dần, 1953 Quý Tỵ, 1959 Kỷ Hợi, 1962 Nhâm Dần, 1968 Mậu Thân, 1971 Tân Hợi, 1986 Bính Dần, 1989 Kỷ Tỵ, 1995 Ất Hợi, 1998 Mậu Dần, 2004 Giáp Thân, 2007 Đinh Hợi, 2013 Quý Tỵ và 2016 Bính Thân. Trên đây là 8 cặp con giáp cung Khảm lấy các cung khác, các hung của từng cung đã chia sẻ ở trên. Vậy làm cách nào để hóa giải những cặp con giáp lục sát, họa hại, ngũ quỷ, tuyệt mạng này? Như chúng ta đã biết, chuyện vợ chồng là nhân duyên tiền định, đôi khi có tránh cũng không được, nhưng đó là thiên duyên hay nghiệp duyên thì còn phụ thuộc vào phúc nhân của mỗi chúng ta. Nếu phúc dày thì sẽ có cơ hội tránh được hung họa này, còn phúc mỏng thì vạn sự tùy duyên.
Trong phong thủy, để tăng phúc, trợ duyên và để hóa giải những cặp con giáp lấy nhau phạm vào những cung xấu khi lấy nhau, các bậc thầy phong thủy vẫn khuyên dùng những pháp khí của nhà Phật như Bát Bảo Tâm Kinh hay Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mặt trước có khắc hình Bát Bảo trên bông hoa sẽ, mặt sau là thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm bên mình sẽ được thần Phật che chở và độ mạng, tăng phúc, trợ duyên, hóa giải những xung khắc xấu đến với mỗi chúng ta, nhất là những cặp vợ chồng phạm vào những cung xấu này, giúp cho cuộc sống được bình an, hạnh phúc. Thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu xong những cặp vợ chồng thuộc cung xấu cả đời vất vả, họa vô đơn chí. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!